Không biết các bố mẹ khác chăm con như thế nào, nhưng đối với tôi thì thực sự là vô cùng khó khăn. Khó là vì mình đã dùng rất là nhiều cách và dù đủ mọi phương pháp rồi mà con vẫn bị chê là thấp còi và lại còn biếng ăn nữa. Bé nhà mình ấy, bình thường thì bé rất là khó ăn. Bé đã không thích thì nhất định bé sẽ không ăn. Ông bà rồi bố mẹ làm đủ mọi cách mà cũng không cải thiện được gì. Gia đình nghĩ mua cho thuốc bổ cho cháu uống, nhưng mùi vị của nó thì rất là khó uống. Cháu không chịu uống thì nói gì đến hiệu quả của thuốc nữa. Mỗi khi đưa con ra ngoài, mọi người đều chê con mình thấp còi, suy dinh dưỡng, rồi nuôi mãi không lớn. Mình thực sự cảm thấy rất là stress. Muốn mọi thứ tốt nhất cho con nhưng lại không làm được. Mình cảm thấy rất buồn. Và một lần tình cờ mình được một chuyên gia dinh dưỡng giới thiệu cho sản phẩm sữa tăng chiều cao Max 2. Bác nói rằng sản phẩm này đang được rất nhiều mẹ tin dùng và đã được kiểm định qua thành phần chất lượng cũng rất là tốt, nên mình đã quyết định mua cho con về dùng thử. Lúc đầu thì mình cũng không hy vọng nhiều đâu, chỉ cần con uống một ít và cải thiện được một chút thôi là mình cũng đã mừng lắm rồi. Nhưng cảm thấy thực sự bất ngờ vì thấy con tự nhiên lại bê sữa uống. Mình cảm thấy lạ nên mình đã nếm thử sữa thì cảm thấy mùi vị của sữa rất là thơm nhẹ và rất là dễ uống. Mình cho con dùng sản phẩm được 4-5 hôm thì thấy tình trạng biếng ăn giảm hẳn. Con không còn sợ và kén chọn đồ ăn như trước nữa. Mình cho con dùng tiếp sản phẩm 2 tuần thì con có tăng lên khoảng 2kg và chiều cao cũng nhỉnh lên một chút. Quá mừng và cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Bây giờ chắc chắn mình sẽ tiếp tục sử dụng và chỉ tin dùng duy nhất sữa tăng chiều cao Max 2 để giúp trẻ giảm tình trạng thấp còi và phát triển tốt nhất. Nếu như các mẹ có con gặp phải tình trạng giống như bé nhà mình bị suy dinh dưỡng thấp còi nhẹ cân thì hãy nhanh chóng sử dụng sữa tăng chiều cao Max 2 ngay đi nhé! Chỉ với hơn 30.000 đồng mỗi ngày, bé yêu của bạn đã có đầy đủ chất dinh dưỡng để thoải mái vui chơi và phát triển. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Để đặt mua sản phẩm, vui lòng liên hệ đến số hotline 0979 070 555 hoặc inbox comment trên fanpage Vicoly Dinh dưỡng vàng sáng tương lai để được tư vấn chi tiết nhất. Website vicoly.com.vn